dễ cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Hà mắc liệt dây thần kinh số 7. Thưa quý vị, dây thần kinh số 7 là dây vận động và có chức năng chi phối vận động cơ mặt. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên còn có tên gọi khác là liệt mặt ngoại biên, hoặc trong dân gian còn gọi nôm na là bệnh trúng gió. Đây là tình trạng tổn thương dây thần kinh mặt dẫn đến mất vận động hoàn toàn hoặc một phần các cơ của nửa mặt. Cần phân biệt với tình trạng liệt mặt trung ương do những tổn thương ở não gây ra. 1. Nguyên nhân gây bệnh. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng phần lớn những trường hợp bị bệnh là do cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột và gây ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh này. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân gây bệnh khác có thể kể đến là các biến chứng, các loại chấn thương, chẳng hạn như chấn thương sọ ở vùng thái dương, xương trũng, thường xuyên bị viêm tai mũi họng mà không được điều trị dứt điểm. 2. Dấu hiệu bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Mặt bị sệ hoặc hơi cứng một cách bất thường, miệng bị méo, lệch hẳn sang một bên, một bên mắt không thể nhắm kín, uống nước rất khó khăn, thường bị trào ra ngoài, bỗng nhiên thấy mặt tê và một bên mặt yếu hẳn đi, khó cười, khó nói, đau nhức trong tai, đau nhức đầu, vị giác kém, nước mắt và nước miếng tiết ra nhiều hơn bình thường. Lưu ý, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể xảy ra ở bất cứ đối tượng nào, nhưng những trường hợp dưới đây được cho là dễ nhiễm bệnh: người yếu, người bị suy giảm hệ miễn dịch, phụ nữ đang mang thai, những người lười vận động, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, người có tiền sử về bệnh huyết áp hay xơ vữa động mạch, người thường xuyên thức khuya, căng thẳng, thường xuyên uống rượu bia, những trường hợp hay đi sớm về khuya, dễ bị nhiễm lạnh. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp cấy chỉ cắt gút được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.